Mai Hạnh xin được gửi lời chào đến tất cả quý khách hàng đang theo dõi chương trình livestream home shopping của công ty cổ phần Protex ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, do tác động của dịch Covid-19, hầu như chúng ta đang phải làm việc tại nhà. Nhưng Mai Hạnh tin rằng đây cũng chính là thời điểm thích hợp mà quý vị có nhiều cơ hội để chúng ta có thể tìm kiếm kênh đầu tư an toàn và hiệu quả nhất. Và trong đó, thưa quý vị, bất động sản theo nhiều khảo sát cũng như nhận định của các chuyên gia vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn, được nhiều người quan tâm trong mùa dịch, đặc biệt là khi nhu cầu mua ở thực vẫn vô cùng lớn. Và chính vì thế, thông qua chuỗi chương trình livestream home shopping, Protex hân hạnh mang đến cho quý vị những nhận định nóng hổi về thị trường cũng như thông tin về các dự án mới nhất của chúng tôi. Và sau đây, để giúp quý vị nhìn thấy được cơ hội cũng như là những tiềm năng của thị trường thời điểm này, đặc biệt là ở phân khúc căn hộ tầm trung đang ngày càng khan hiếm tại thành phố Hồ Chí Minh, Mai Hạnh xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ hai nhân vật, đó chính là anh Trương Anh Tú, Phó Tổng Giám đốc Protex và anh Phạm Hưng, Giám đốc Marketing Protex. Xin được cảm ơn hai anh đã dành thời gian tham dự chương trình ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên Mai Hạnh sẽ dành đến cho hai anh có lẽ là sẽ liên quan đến tình hình hiện nay, đó chính là hình thức livestream bán hàng home shopping sẽ mang lại lợi ích gì cho khách hàng cũng như là chủ đầu tư? Xin được mời anh Trương Anh Tú sẽ giúp Mai Hạnh trả lời câu hỏi này đầu tiên nhé. Cảm ơn MC Mai Hạnh, cảm ơn quý vị khán giả trên nền tảng livestream. Với câu hỏi là cái hình thức bán hàng này thì có lợi gì cho chủ tư và khách hàng, thì về phía chủ tư, tôi cho rằng đây được xem như là một cái cách làm mới mà trong cái chiến lược bán hàng, trong chiến lược kinh doanh, đặc biệt với một cái tập thể năng động và ứng biến linh hoạt như Protex thuộc tập đoàn Hưng Thịnh. Chúng tôi mong là thông qua cái kênh bán hàng như thế này, chúng ta có thể tiếp cận được nhiều khách hàng nhất có thể. Về phía khách hàng thì hình thức này nó sẽ rất thích hợp, nó rất là phù hợp cho cái mục tiêu mà chúng tôi mong muốn trao gửi cái giá trị, những cái thông tin đến cho khách hàng một cách nhanh chóng nhất, tiếp cận được nhiều khách hàng nhất. Và cái quan trọng nhất là cái thông tin đó nó minh bạch nhất có thể. Và đấy cũng là một cái yếu tố công bằng trong cái việc tiếp cận thông tin và cơ hội dành cho tất cả mọi người. Xin được cảm ơn anh Trương Anh Tú rất nhiều. Quý vị thân mến, có thể thấy rằng là anh Trương Anh Tú đang đại diện cho một tập thể Protex thể hiện tinh thần cũng như là trong khoảng thời gian chung tay chống dịch này. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng đang sẵn sàng tìm kiếm cơ hội từ thị trường, đúng không ạ? Còn đối với anh Phạm Hưng thì sao? Kế hoạch hoạt động của công ty sẽ thay đổi như thế nào? Làm sao để chúng ta có thể duy trì sự kết nối giữa cán bộ nhân viên trong thời điểm này? Và đặc biệt là xin phép anh hãy cho chúng tôi biết được rằng là chiến lược thời gian tới của công ty chúng ta sẽ như thế nào đây ạ? Xin cảm ơn MC Mai Hạnh. Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình giới thiệu giá Moonlight Central Point căn hộ trung tâm khu tên lửa. Kính thưa quý vị, với tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 thì chúng tôi đã có những thay đổi lớn và những giải pháp thực thi tức thời và phù hợp. Thứ nhất đó là trong giai đoạn này chúng tôi định hướng lại kế hoạch kinh doanh cũng như marketing để phù hợp trong thời kỳ bình thường mới, nhận được lại chân dung khách hàng trong bối cảnh hậu Covid để có những sản phẩm phù hợp với thị trường. Đẩy nhanh số hóa quy trình là một trong những giải pháp ưu tiên hàng đầu để đảm bảo được thông tin được lưu thông và công việc được trôi chảy. Và cái thứ tư đó là luôn tạo ra các hoạt động online nội bộ, kích off tinh thần cán bộ nhân viên, ban hành các thông tin tích cực và đặc biệt là đào tạo kiến thức, kỹ năng chuyên môn cho cán bộ nhân viên trong giai đoạn giãn cách này. Và cuối cùng, ứng dụng công nghệ để tạo đột phá trong kinh doanh, định hướng một nền tảng bất động sản công nghệ. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được cảm ơn anh Phạm Hưng rất nhiều. Kính thưa quý vị, ông Dale Carnegie từng nói rằng người tiến xa nhất là người sẵn sàng hành động và biết nắm bắt cơ hội. Và có rất nhiều doanh nhân nổi tiếng với những thành công của mình cũng đã minh chứng cho thấy sự sáng suốt của họ trong những thời điểm mà đa số khách hàng cho là bất ổn nhất. Đại dịch Covid-19 đang làm thay đổi cả thế giới, tác động trực tiếp đến nền kinh tế. Trong bối cảnh đó, kênh đầu tư bất động sản vẫn là tài sản hữu hình và có giá trị gia tăng theo thời gian. Nhiều dự báo của các chuyên gia cũng cho rằng bất động sản sẽ bật lên mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19 được kiểm soát, giống như là Úc hay là các nước phát triển khác. Vậy là sau thời điểm mà cả thị trường đều thấy sự khó khăn đó, thì liệu rằng chúng ta có cơ hội nào để có thể đảm bảo sinh lời vào giai đoạn hậu đại dịch hay là không? Và đó cũng chính là lý do vì sao hôm nay chúng tôi mang đến cho quý vị một dự án tiềm năng với những giá trị vô cùng khác biệt. Và ngay bây giờ, xin được mời anh Phạm Hưng sẽ chia sẻ tới quý vị tổng quan về thị trường bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh và đặc biệt là khu tên lửa, trung tâm của bất động sản khu Tây.
và ngoài ra là những thông tin đầu tiên về một dự án nổi bật tại đây. Xin được mời anh. Hôm nay, Hân rất hân hạnh được cùng chia sẻ đến quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình livestream Home Shopping về dự án Moonlight Cedar Point, căn hộ trung tâm khu Tên Lửa. Vâng, đầu tiên Hân xin chia sẻ đến về câu chuyện ảnh hưởng của Covid đến nền kinh tế Việt Nam 2021. Như quý anh chị và các bạn cũng đã thấy, việc ưu tiên chống dịch và thực hiện các biện pháp chống dịch kiểm soát trong thời gian vừa qua đã ảnh hưởng đến một số nhóm hoạt động của kinh tế thương mại đầu tư. Theo thống kê cho thấy thực rằng là tổng vốn FDI vào Việt Nam đã giảm 1,1% tính đến ngày 20 tháng 7 và tổng vốn FDI thực hiện tăng khoảng 3,8%. Thì bên cạnh đó chỉ có một số ngành nghề như ngành bán lẻ hàng hóa, ngành vận tải, xuất nhập khẩu là có tỷ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái 2020. Hiện nay chúng ta đang tính đến tháng 7 năm 2021, chúng ta đang ở giai đoạn nhập siêu khoảng 2,7 tỷ đô. Vậy thì trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp như vậy thì đâu là kênh đầu tư an toàn vào thời điểm này? Hai kênh cổ phiếu và bất động sản là hai kênh dẫn đầu về hiệu suất lợi nhuận trong suốt hai thập kỷ qua. Bất động sản vẫn là kênh đầu tư an toàn trong mùa dịch. Thì theo các cái biểu đồ trên màn hình, quý anh chị các bạn cũng đã thấy được rằng là số lượng tài khoản chứng khoán mở mới đang ngày càng gia tăng. Và với tình hình dịch diễn biến phức tạp thì nhiều nhà đầu tư đã chốt lời chứng khoán và sẽ lựa chọn kênh bất động sản là kênh đầu tư an toàn trong mùa dịch. Vậy thì chốt lại là 5 vấn đề. Một, đó là sự khan hiếm nguồn cung khi quỹ đất ngày càng hạn chế. Thứ hai, đó là lợi nhuận của bất động sản vẫn tăng trưởng ổn định, bình quân từ 10% từ năm 2014 đến nay. Thứ ba, đó là ít bị ảnh hưởng do đặc tính linh hoạt và đa mục đích sử dụng. Đúng rồi, bất động sản thì quý anh chị có thể mua để an cư, mua để đầu tư hay là mua làm của để dành. Thứ tư nữa là nhu cầu ở thật cao và luôn luôn đảm bảo nguồn cung dồi dào. Và thứ năm là tỷ suất lợi nhuận cao, nằm trong top 2 kênh đầu tư và tỷ lệ rủi ro thấp. Vậy thì bất động sản vẫn là kênh đầu tư an toàn và sáng giá trong bối cảnh dịch Covid diễn biến phức tạp như hiện nay. Tiếp theo, Hương Chinh chia sẻ đến quý anh chị về một vấn đề hiện trạng, đó là cơn khát căn hộ an cư tại thành phố Hồ Chí Minh. Thật vậy thì thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh với nguồn cung hạn chế, theo báo cáo của CBRE, nguồn cung sơ cấp giảm 25% so với quý 1 và hiện nay ở quý 2 2021 có lượng giao dịch và tỷ lệ hấp thụ thấp nhất trong 5 năm qua. Tuy nhiên, nguồn cung căn hộ hạng sang lại chiếm tới 39% trong tổng nguồn cung căn hộ thành phố Hồ Chí Minh, trong khi đó không có nguồn cung chào bán ở phân khúc vừa túi tiền. Như quý vị và các bạn cũng đã thấy thì trên màn hình không có hiển thị một số dự án với giá trị bất động sản lên đến 140 triệu, 400 triệu và 700 triệu đồng một mét vuông. Vâng, đây là cái nguồn cung bất động sản cao cấp ngày càng gia tăng, trong khi đó là không có nguồn cung chào bán phân khúc vừa túi tiền ngày càng khan hiếm. Giá bán sơ cấp trung bình tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng. Sự leo thang của giá bán này được lý giải là do chi phí nguyên vật liệu xây dựng ngày càng gia tăng và nguồn cung ngày càng hạn chế, dẫn đến là góp phần là nguyên nhân tăng giá. Theo báo cáo 6 tháng đầu năm nay, thành phố Hồ Chí Minh thu thuế ngân sách đạt hơn 198.500 tỷ đồng và đạt 54,42% dự toán, với sự góp phần chủ yếu từ các lĩnh vực như thương mại điện tử, chứng khoán và kinh doanh bất động sản. Để quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về biến động thị trường bất động sản trong bối cảnh dịch Covid, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng hướng về màn hình theo dõi một phóng sự. Vâng, thưa quý vị, trong khi giá đất nền tại một số tỉnh thành đã có dấu hiệu giảm giá, thì giá bất động sản của các chủ đầu tư xây dựng như là liền kề, chung cư tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì lại chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Ví dụ chỉ đơn cử như phân khúc chung cư, thì chung cư tại Hà Nội đã tăng từ 4 đến 6% so với thời điểm cuối năm ngoái. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh thì mức tăng này phải lên tới 10%, đặc biệt là đã có những căn hộ giá hàng trăm triệu đồng một mét vuông đã xuất hiện ngày càng nhiều trên thị trường. Hội môi giới bất động sản Việt Nam nhận định hiện nay nhiều dự án chung cư vốn thuộc phân khúc bình dân nay giá bán đã ngang bằng căn hộ trung cấp, còn căn hộ trung cấp lại lên mức giá của phân khúc cao cấp. Ngoài ra, việc lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng chiếm mức dưới 6,5% một năm đã khiến nhiều nhà đầu tư chuyển dòng tiền sang bất động sản. Bất động sản đó là một cái loại tài sản mà trong tương lai dài thì không bao giờ nó mất giá trị, đặc biệt với vị trí đắc địa. Từ đầu năm, giá thép đã liên tục tăng giá lên 40-50% chỉ trong một thời gian ngắn. Điều này tác động không nhỏ tới các dự án đang xây dựng.
Nguyên nhân mà dẫn đến cái tình trạng này thì có thể là do nguồn cung nó khan hiếm, đang gần như là không có những cái dự án mở bán mới. Đối với nhà đầu tư thì họ có thể là họ bơm tiền vào với những cái kênh tài sản như này. Năm ngoái, khi thị trường bất động sản phải lần lượt đối mặt với ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh, một số ý kiến cho rằng có thể dẫn tới hiện tượng các chủ đầu tư phải giảm giá để kích cầu. Tuy nhiên, giới nghiên cứu thị trường cho rằng các chủ đầu tư trụ lại đến thời điểm này đều có tiềm lực tài chính tốt. Hiện tượng bán cắt lỗ chỉ xuất hiện ở một số nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ, còn việc giảm giá bán từ phía chủ đầu tư là điều khó có thể xảy ra. Mặc dù là cái đợt bùng phát dịch lần thứ tư này nó diễn ra nghiêm trọng, thế nhưng mà các doanh nghiệp thì lại khá là bình tĩnh để cùng nhau vượt qua cái lần này. Đó là do họ đã tích lũy được rất là nhiều các cái kinh nghiệm, ngay lập tức họ áp dụng các cái biện pháp bán hàng trực tuyến. Thị trường bất động sản đang diễn biến trái chiều, nơi tăng, nơi giảm. Tuy nhiên, việc giảm giá chỉ xuất hiện tại những nơi bị thổi giá cao trong các đợt sốt đất, trong khi hạ tầng giao thông dịch vụ không theo kịp. Còn tại các thành phố lớn, nơi có nhu cầu nhà ở cao, khan hiếm nguồn cung, bất động sản vẫn giữ giá, thậm chí là gia tăng giá trị ngay giữa mùa dịch. Vậy, chốt lại ba vấn đề với cân khác an cư căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh. Một, nguồn cung căn hộ với mức giá hợp lý ngày càng khan hiếm. Hai, giá nhà ngày càng tăng cao, lý do giá cả nguyên vật liệu và nguồn cung khan hiếm. Thứ ba là nhu cầu về môi trường sống văn minh hiện đại và xu thế là sống căn hộ. Vậy, đâu là lời giải cho bài toán an cư? Thì thấu hiểu về tình hình thị trường với tầm nhìn kiến tạo cộng đồng an cư Hưng Thịnh phía Tây Sài Gòn mang lại một giải pháp an cư thiết thực trong tầm tay đến với mọi khách hàng, tạo ra một môi trường sống tiện nghi và đẳng cấp cho mỗi cư dân. Ngày hôm nay, xin thay mặt Protex, tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn một siêu phẩm mới, một nơi sống hạnh phúc với tuyệt phẩm an cư và thời điểm chính xác để đầu tư, nơi sống để tận hưởng tiện ích nối liền tiện ích, thăng hoa bắt nhịp thăng hoa, nơi sống trọn vẹn cho viên mãn đủ đầy, lưu giữ tinh hoa cho thế hệ sau. Xin mời quý vị và các bạn cùng xem một đoạn clip ngắn. Boy, căn hộ trung tâm khu tên lửa. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, Moonlight Central Point, căn hộ trung tâm khu tên lửa. Về tổng quan dự án, Moonlight Central Point tọa lạc tại vị trí mặt tiền đường tên lửa, số 9 đường tên lửa, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Quy mô 4 block cao tầng và 1 block thấp tầng, tổng diện tích khoảng 1,9 hectare, tổng số căn hộ khoảng 1.200 căn. Về mặt đứng, phía block Emerald Moon và block Silver Moon, ở đây thì quý vị và các bạn có thể dễ dàng ngắm nhìn pháo bông vào những dịp Tết với vị trí bắn pháo bông là tại công viên nước Đầm Sen. Về mặt hướng Tây, block Blue Moon và block Violet Moon sẽ view trực tiếp về khu y tế kỹ thuật cao Sarila. Về mặt hướng Bắc, Silver Moon và Blue Moon sẽ view trực tiếp về Almond Bình Tân. Vậy thì, nhiều quý chị và các bạn cũng sẽ có thắc mắc vì sao dự án lại có tên là Moonlight Central Point. Vâng, nguồn cung căn hộ tầm trung trên thị trường đang ngày càng hạn hẹp, khiến cho giấc mơ an cư của những gia đình trẻ dường như vụt tắt. Moonlight Central Point ra đời như một làn gió mới, giải khát an cư cho các bạn trẻ đang mong ước một tổ ấm bừng sáng tại khu tên lửa danh giá. Và đặc biệt, Moonlight Central Point viết tiếp câu chuyện an cư của chuỗi Moonlight. Đây là cái thương hiệu đã thành công trên thị trường và ghi dấu ấn tốt trên thị trường với giá trị gia tăng tại khu tên lửa với hai dự án Moonlight Boulevard và Moonlight Parkview. Về tên block thì chúng ta có 5 cụm, 4 khu cao tầng và 1 khu thấp tầng. Blue Moon mã B, Violet Moon mã V, Emerald Moon mã E, Silver Moon mã S và khu thấp tầng Golden Moon mã G. Dự án Moonlight Central Point được định vị bởi 3 yếu tố,
Thứ nhất đó là Central, thứ hai đó là Modern và thứ ba là Sustainable. Vậy thì sau đây, Hưng xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Hưng để tìm hiểu về ba yếu tố định vị này nhé. Thứ nhất đó là Central. Vậy thì nhiều anh chị và các bạn cũng sẽ đặt ra câu hỏi là vì sao chúng ta lại chọn khu Tây? Vâng, khu Tây được mệnh danh là Tiểu Hồng Kông. Khu vực này có tỷ lệ hấp thụ bất động sản rất tốt và giá cực kỳ cạnh tranh. Hiện nay thì theo CBRE thì khu vực này dự án luôn đạt mức hấp thụ từ 80 đến 90% và biên độ dao động giá tăng trưởng hàng năm từ 15 đến 20% và có những lúc thì tăng trưởng đến 30%. Và nhìn chung mặt bằng giá ở khu vực này thì đang cạnh tranh hơn rất nhiều so với khu Đông và khu Nam. Một điểm nữa, quý anh chị và các bạn có thể dễ dàng nhận thấy được rằng là tại khu vực này rất thuận tiện để di chuyển đến các quận trung tâm với các cái công trình như là bồng bình, cây gõ, cầu vượt, đường 3 tháng 2 giúp việc di chuyển từ khu vực tên lửa nói riêng và quận Bình Tân nói chung rất dễ dàng và thuận tiện kết nối vào các quận trung tâm, giảm thiểu ùn tắc cũng như kẹt xe ở toàn khu vực. Nâng tầm kết nối lục tỉnh miền Tây, hiện nay đang có 7 tuyến đường lớn kết nối Long An và thành phố Hồ Chí Minh đang được nâng cấp với tổng kinh phí dự kiến lên đến 24.000 tỷ đồng, giúp cho câu chuyện kết nối tại khu vực lục tỉnh miền Tây cực kỳ dễ dàng và thông thoáng. Ngoài ra, khu vực này sở hữu một hệ thống khu công nghiệp lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh với 3 khu công nghiệp và tỷ lệ lấp đầy 100%, dự kiến trong năm 2021 sẽ khánh thành thêm khoảng 4 khu công nghiệp. Ngoài ra, khu Tây còn giáp ranh với tỉnh Long An, được xét là thủ phủ công nghiệp của Việt Nam với hơn 32 khu công nghiệp và 62 cụm công nghiệp, tổng diện tích lên đến 14.630 ha. Vậy thì nhận định bất động sản Bình Tân vẫn được xem là một mỏ vàng còn sót lại với các nhà đầu tư. Khu vực này đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và nâng tầm chất lượng cuộc sống của người dân. Ngoài ra nữa, quận Bình Tân còn khẳng định vị thế là cửa ngõ phía Tây, là tâm điểm đón sóng hạ tầng tại Tây Sài Gòn. Bên cạnh đó thì sự gia tăng của các khu công nghiệp tạo điều kiện cho dân nhập cư cũng như là các cái chuyên gia hội tụ về đây sinh sống và làm việc, gia tăng nhu cầu tìm kiếm nhà ở cũng như nhóm chuyên gia kỹ sư. Vậy thì sau khi Hưng chia sẻ về các vấn đề về tổng quan thị trường của khu Tây cũng như là bất động sản tại khu vực quận Bình Tân thì chúng ta rút ra 5 vấn đề. Thứ nhất là sở hữu số lượng cư dân lớn và tốc độ tăng trưởng dân số mạnh trong từng năm qua. Thứ hai nữa là khu vực này có cơ sở hạ tầng hoàn thiện, dễ dàng kết nối đến các khu vực ở trung tâm và các tỉnh lân cận, dư địa bất động sản dồi dào. Thứ ba nữa là nhu cầu ở thực cao và nguồn cung khan hiếm. Thứ tư là giá bán trung bình còn rất mềm, tạo được sự lợi thế cạnh tranh so với khu vực khác trên thị trường. Thứ năm là giá bất động sản không ngừng tăng nhanh chóng và tăng trưởng ổn định trong những năm qua, có những năm tăng từ 15 đến 20%. Như vậy, đây là những yếu tố tạo nên mãi lực hấp dẫn đối với bất động sản khu vực Tây Sài Gòn. Vậy thì, tại sao khu tên lửa được xem là trung tâm của Tây Sài Gòn? Hưng xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tìm hiểu nhé. Trong quá trình phát triển và dự án, khu tên lửa được nhiều người nhận định là khu vực Phú Mỹ Hưng của Tây Sài Gòn. Có 5 sự thật giật mình mà khi chúng tôi phát triển dự án tại nơi đây. Thì khi hỏi nhiều người là vì sao khu này được đặt tên là khu tên lửa, thì nhiều người lại nhận định rằng là sở dĩ ở đây có tên là khu tên lửa vì lý do tốc độ tăng trưởng giá khu vực này tăng chóng mặt như tên lửa. Vâng, đó là một câu nói đùa nhưng là một sự thật hiện nay tại khu tên lửa. Bên cạnh đó thì khu vực này quy tụ toàn văn phòng giao dịch, ngân hàng, tài chính và bảo hiểm. Nếu quý anh chị và các bạn đến khu vực này nhìn vào cung đường tên lửa và cung đường số 7 thì quý chị và các bạn sẽ thấy được rằng là ở đây quy tụ rất rất nhiều trụ sở ngân hàng và công ty bảo hiểm. Bên cạnh đó thì địa điểm khu vực này còn tập trung đa dạng loại hình ăn chơi nhảy múa hàng đầu của khu vực quận Bình Tân nói riêng và khu vực Tây Sài Gòn nói chung, với 9.999 nhà hàng, khách sạn, cà phê, karaoke, quán bar, trà sữa. Vâng, và một điều đặc biệt nữa thì là hầu như toàn bộ các chợ hoa, chợ Tết và triển lãm của toàn khu vực quận Bình Tân đều quy tụ và tổ chức tại cung đường khu tên lửa. Và điều cuối cùng, Hưng xin đố quý vị và các bạn, đó là thử thách đếm ở khu này có bao nhiêu khu biệt thự ở tại khu tên lửa. Vâng, và điều cuối cùng là một điều rất là đặc biệt, đó là Hưng xin thử thách quý vị và các bạn đếm hết được các cái biệt thự tại khu tên lửa. Một sự thật là tại khu tên lửa thì có quy tụ rất nhiều các cái biệt thự rất là nổi tiếng hiện nay trên cộng đồng mạng trong thời gian vừa qua. Quay trở về cung đường tỷ đô, cung đường tên lửa. Vâng, thì khi năm 2014 thì Anmol Bình Tân bắt đầu xây dựng với quy mô khoảng 4,6 hectare. Và năm 2016 thì Anmol Bình Tân chính thức được khai trương. Đến 2018 thì chính thức khởi công mở rộng lộ giới của đường tên lửa thành lộ giới 40m. Trước năm 2014, giá bất động sản của khu vực này dao động từ đâu đó từ 30 đến 50 triệu một mét vuông thôi. Kể từ năm 2016, khi Anmol
Bình Tân chính thức vận hành thì giá cả đã nhảy vọt và các cái tuyến đường nhỏ hẻm dao động mức giá ở 80 đến 90 triệu đồng một mét vuông. Và đối với các khu vực mặt tiền đường tên lửa thì giá từ 180 đến 190 triệu một mét vuông. Vâng, quý vị và các bạn không nhìn lầm đâu, 180 đến 190 triệu một mét vuông. Năm 2014 chỉ từ 30 đến 50 triệu một mét vuông, nhưng đến 2016 thì đã nhảy vọt lên 180 đến 190 triệu đồng một mét vuông, một con số tăng trưởng giá trị bất động sản cực kỳ lớn. Để quý vị và các bạn hiểu sâu hơn về môi trường sống cũng như khu tên lửa, sau đây tôi xin trân trọng kính mời quý vị và các bạn cùng xem một đoạn phỏng vấn ngắn đến các nhóm khách hàng hiện đang sinh sống tại hai dự án Mulai Boulevard và Mulai Parkview. Tiếp theo, vì sao gọi vị trí dự án là đắc địa? Để quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vị trí đắc địa của dự án tại mặt tiền cung đường tỷ đô tên lửa danh giá, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng xem một đoạn clip ngắn sau đây. Xin mời quý vị. Tâm điểm kết nối khơi nguồn vinh hoa, Mulai Central Point vươn mình kiêu hãnh ngay cung đường tên lửa Sầm Uất, cách chợ lớn chỉ chưa đến 10 phút di chuyển và là vị trí kết nối toàn diện trung tâm thành phố Hồ Chí Minh cũng như lan tỏa các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Và với lợi thế là tuyến đường tên lửa rộng 40m và cái khu vực tên lửa này là một khu vực danh giá bậc nhất của khu Tây, còn được gọi là Phú Mỹ Hưng của Tây Sài Gòn. Vị trí dự án liên kề An Mon Bình Tân giúp cho quý người dân có thể tận hưởng cuộc sống trọn vẹn và đủ đầy. Bên cạnh đó thì tọa lạc tại vị trí ở đây được coi xem như là cửa ngõ phía Tây của thành phố, kết nối thuận tiện tới các quận huyện và các tỉnh thành lân cận. Thiên đường mua sắm giải trí ẩm thực ngay cửa nhà bạn. Vâng, quý vị và các bạn không nghe nhầm đâu ạ. Thiên đường mua sắm giải trí ẩm thực ngay cửa nhà bạn với An Mon Bình Tân. Ở đây quy tụ hàng loạt thương hiệu ẩm thực giải trí nổi tiếng được quy tụ tại đây và hàng loạt rất nhiều các cái thương hiệu nhãn hàng thời trang được cũng được quy tụ ở đây giúp cho quý vị và các bạn tận hưởng một cuộc sống đủ đầy sung túc và giúp cho các bạn có thể là tự do thoải mái shopping sau những ngày làm việc căng thẳng. Tiện ích nối liền tiện ích. Bên cạnh An Mon Bình Tân thì Mulai Central Point còn liên kề khu bệnh viện quốc tế Shangri La. Đây là khu bệnh viện y tế kỹ thuật cao lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, trong bán kính từ 1 đến 2 km quy tụ rất nhiều tiện ích từ công viên, siêu thị hay là các cái trường học giúp cho một cuộc sống ở đây, cư dân ở đây một cách thoải mái và thuận tiện di chuyển. Tiếp theo, Hưng xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tìm hiểu định vị thứ hai của dự án, đó là modern, tính hiện đại. Vậy thì, theo quý vị và các bạn, thế nào là một cuộc sống hiện đại? Một cuộc sống hiện đại, theo cá nhân Hưng, đó là một cuộc sống có ngũ an hội tụ. Ngũ an hội tụ là gì ạ? Thứ nhất đó là an cư sau sự nghiệp tiến tới. Thứ hai đó là an tâm cho học hành và phát triển. Thứ ba đó là tính an toàn cho con trẻ chơi đùa. Và thứ tư đó là tính an yên, một nơi an yên cho tình yêu thăng hoa. Và thứ năm đó là sự an nhàn cho một cuộc sống tận hưởng. Vâng, một cuộc sống hiện đại là một cuộc sống ngũ an hội tụ. Mulai Central Point với không gian xanh mát. Mulai Central Point với hệ thống landscape xanh mát được chăm sóc kỹ lưỡng và tầng shop house Sầm Uất đầy đủ dịch vụ. Bên cạnh đó, với địa thế đặc biệt, khu Mulai Central Point được xem như là một khu cầm bao khép kín với an ninh bảo vệ 24/7. Bên cạnh đó thì ở đây được quy hoạch với đa tiện ích vui chơi cho trẻ, các cái hệ thống đường dạo bộ được bố trí hài hòa và hợp lý. Vâng, một nhịp sống năng động thì như quý vị và các bạn cũng đã thấy là đối diện với Lock Emerald Moon thì chúng tôi có bố trí một khu công viên với đầy đủ từ sân chơi, đường dạo, khu nghỉ chân Pergola, các cái máy tập thể thao đa năng ngoài trời hoặc là sân thể thao Dynam
Ở đây thì quý vị và các bạn có thể là chơi cầu lông, bóng chuyền, bóng rổ. À, ngoài ra nữa thì khu vực này còn được bố trí một hệ thống shop house và một cái khu nhà trẻ để giúp cho quý vị và các bạn thuận tiện hơn. Sau một ngày đi làm có thể gửi con trẻ ở đây và đón bé ở sau giờ làm. Bên cạnh đó thì có thể là shopping ở ngay khu thương mại của Mula Central Point. Yên bình và riêng tư. Mula Central Point sở hữu một hệ thống phòng gym hiện đại tại Block Blue Moon. Bên cạnh đó thì ở giữa Block Blue Moon và Block Violet Moon thì có một hệ thống công viên được bố trí đủ đầy từ sân chơi, khu tập thể thao đa năng, hệ thống cây xanh bóng mát, tạo ra một cái không gian sống hiện đại, đẳng cấp cũng như là yên tĩnh. Tiếp theo, Hưng xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tìm hiểu với khu tiện ích trên cao. Ở tầng 5 thì chúng tôi bố trí hai sky pool với mỗi hồ bơi rộng 300m² và khu sky garden. Ở đây thì có bố trí các khu hồ bơi trẻ em, hồ bơi người lớn, ghế thư giãn giúp cho các bạn có thể chill bên hồ bơi và khu cà phê panorama để ngắm nhìn về thành phố ban đêm, cực kỳ lung linh và huyền diệu. Vậy thì chúng ta hãy cùng điểm lại mặt bằng tổng thể của dự án nhé. Ở tầng 1 chúng ta có vườn thư giãn, sảnh dạo bộ, các cái sân thể thao đa năng, các khu outdoor fitness được bố trí hài hòa và hợp lý, khu barbecue ngoài trời, nhà trẻ, phòng sinh hoạt cộng đồng và một phòng gym hiện đại. Ngoài ra nữa thì ở khu vực tầng 5 chúng ta có khu sky pool với hai hồ bơi, mỗi hồ bơi rộng 300m², khu ghế thư giãn ngoài trời và khu cà phê panorama và khu sky garden, sân vườn view về thành phố. Tiếp theo, Hưng xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Hưng tìm hiểu về yếu tố định vị thứ ba, đó là stable, tính phù hợp. Về mặt bằng các tầng, mặt bằng các tầng thì đối với tầng hầm chúng ta có một tầng hầm để đậu xe ô tô và đây là hệ thống tầng hầm liên thông với nhau. Từ mặt bằng tầng 1 và tầng 2 đó là khu tiện ích công cộng, đó là khu cà phê, gym, đó là khu nhà trẻ và khu shop house. Tầng 3, tầng 4 là bãi đậu xe máy. Tầng 5 là khu tiện ích trên cao, đó là khu sky pool và sky garden. Từ tầng 6 đến tầng 24 là tổ hợp căn hộ Moonlight Central Point. Vậy thì Moonlight Central Point được thiết kế phù hợp như thế nào? Hãy cùng Hương tìm hiểu nhé. Căn hộ Moonlight Central Point được thiết kế hiện đại phù hợp với thị hiếu giới trẻ và layout căn hộ được tối hóa diện tích sử dụng, đảm bảo 100% căn hộ đều có ánh sáng tự nhiên. Bên cạnh đó, một điều rất là đặc biệt đó là Moonlight Central Point có đa dạng tiện ích phù hợp với mọi loại nhu cầu của quý vị. Thứ nhất đó là căn studio từ 34-49m² đến 35-98m². Thì căn studio rất phù hợp cho những bạn trẻ năng động, có thể là sống một mình. Tiếp theo là căn 1 cần phòng ngủ, cũng phù hợp cho những cặp gia đình mới cưới, diện tích từ 52.69m² đến 59.39m². Tiếp theo là căn 2 phòng ngủ dành cho các gia đình trẻ chuẩn bị sinh em bé, có 5 mẫu từ B1 tới B5, diện tích từ 65.7m². Căn 2 phòng ngủ có diện tích từ 65.7m² đến 68.94m². Và căn 3 phòng ngủ phù hợp với sống đa thế hệ, với diện tích 83.45m². Vậy thì danh mục bàn giao của Moonlight Central Point có gì? Moonlight Central Point bàn giao hoàn thiện. Đầu tiên thì với là sàn gạch, thì thương hiệu gạch là Taisera, là một thương hiệu gạch cao cấp. Với chất liệu là porcelain, đó là cái gạch bán sứ với kết cấu đặc biệt là giúp chịu lực, độ bền cao và thấm tốt. Về sàn gỗ thì thương hiệu Eagle, đây là thương hiệu sàn gỗ nổi tiếng toàn cầu đến từ Đức. Tiếp theo là về tường, hệ thống sơn tường là Jotun hoặc là Dulux Pro. Về lối đi chính và cửa sổ thì cửa đi chính là hệ cửa chống cháy. Tiếp theo là hệ thống khóa từ với 4 chức năng, có thể là vân tay, thẻ từ, mã số hoặc là chìa khóa cơ, với hai thương hiệu nổi tiếng đó là Yale hoặc là Hubler. Về các thiết bị vệ sinh được bàn giao thì ở đây chúng tôi bàn giao hoàn thiện với các thiết bị vệ sinh là Kohler hoặc là Gohler. Về bếp thì ở đây chúng tôi bàn giao một bộ trang bị bếp hoàn thiện với tủ bếp trên dưới, mặt bếp bằng đá nhân tạo solid surface, tường bếp là ốp kính cường lực và chậu rửa với hai thương hiệu là Maluka hoặc là Hafler. Về hệ thống thiết bị bàn giao, Moonlight Central Point được trang bị hệ thống intercom với video call. Giải pháp này mang lại sự an toàn tuyệt đối. Bên cạnh đó thì thang máy thì sẽ là thang máy Mitsubishi. Moonlight Central Point với chủ đầu tư là công ty cổ phần địa ốc Vĩnh Tiến, phát triển dự án là Hưng Thịnh Land, tiếp thị phân phối độc quyền là Proteic, tổng thầu xây dựng là Hưng Thịnh Econ. Đây là những thương hiệu bảo chứng cho sự an tâm và hài lòng của khách hàng. Vậy thì sau khi Hưng chia sẻ tổng quan về thị trường bất động sản cũng như là các cái thông tin chiêu sâu về dự án Moonlight Central Point thì Hưng xin đúc kết lại 5 vấn đề. Thứ nhất là Moonlight Central Point tiện ích nối liền tiện ích.
dự án liền kề An Môn Bình Tân cùng với hàng ngàn tiện ích lân cận. Thứ hai đó là vị trí dự án đắc địa, tọa lạc ngay vị trí đắc địa cung đường tên lửa giá trị và sầm uất bậc nhất tại quận Bình Tân. Thứ ba là khu dân cư biệt lập nằm trong khuôn viên khu compound được bao bọc dự án bởi không gian riêng biệt và an ninh tuyệt đối. Thứ tư là dự án có đa dạng loại hình sản phẩm phù hợp với đa đối tượng. Thứ năm và rất quan trọng đó là uy tín của chủ đầu tư Hưng Thịnh Lan, nhà phát triển bất động sản thứ hai trên cả nước. Vâng, vừa rồi Hưng vừa chia sẻ đến quý vị và các bạn chi tiết thông tin của dự án. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng lắng nghe và xin chúc quý vị các bạn luôn luôn sức khỏe và chúng ta lựa chọn được căn hộ ưng ý tại Mula Central Point. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được cảm ơn anh Phạm Hưng rất nhiều. Kính thưa quý khách hàng thân mến, với ưu thế về khả năng đáp ứng giá trị thực trên thị trường, khu Tây của thành phố Hồ Chí Minh đang là địa điểm được nhiều khách hàng có tầm nhìn xa lựa chọn. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể chạm vào gần hơn với cánh cửa của căn hộ thuộc dòng Moonlight tiếp theo này? Sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe thông điệp kinh doanh đến từ anh Trương Anh Tú. Xin được mời anh chia sẻ thông tin tới quý vị đang theo dõi. Cảm ơn MC Mai Hạnh. Có lẽ một lần nữa chúng ta phải dành một tràng pháo tay cho anh Phạm Hưng với những thông tin hết sức là quý giá và đầy tiềm năng. Tôi tin chắc là những khán giả thông qua nền tảng livestream này sẽ rất là hào hứng và rất là mong ghi những cái thông tin của dự án chính thức được triển khai. Để bắt đầu vào cái chương trình kinh doanh, chúng tôi sẽ chia sẻ đại diện ban tổng đốc thông tin đến quý vị những cái thông tin tiếp theo sau đây. Đầu tiên là cái khả năng tiếp cận một cái tài sản rất cần lắm cái hỗ trợ về mặt tài chính. Chính vì vậy mà chúng tôi đã kết hợp với hai ngân hàng là VP Bank và MB Bank. Đây là hai cái ngân hàng có cái chương trình hỗ trợ cho người tiêu dùng, người mua nhà hấp dẫn nhất, tốt nhất. Đó là những cái đối tác tài chính của tập đoàn Hưng Thịnh với cái lãi suất ưu đãi là 7% như nhau. Tuy nhiên là cái thời gian vay của hai ngân hàng hỗ trợ thì nó khác nhau một tí, đó là 25 năm với VP Bank và 20 năm đối với MB là ngân hàng quân đội. Và cái tỷ lệ cho vay tương ứng như vậy nó cũng có trên lệch 5%, 75% cho VP Bank và 80% cho MB. Thì tôi hy vọng rằng là với đa dạng cái đối tác tài chính thì chúng tôi cũng mong muốn đem đến nhiều cái cơ hội cho người mua nhà, đặc biệt là những người mua để ở có cái cơ hội tiếp cận với cái tài sản của mình trong tương lai một cách tốt nhất. Tiếp theo là chúng tôi chia sẻ với các bạn các cái giai đoạn chúng tôi đưa cái sản phẩm này ra thị trường. Giai đoạn 1, chúng tôi sẽ kinh doanh với cái block là Blue Moon và Violet Moon. Giai đoạn 2 thì chúng tôi sẽ kinh doanh cái giới thiệu ra trên thị trường, đó là block Emerald. Và cái giai đoạn cuối cùng sẽ là block Silver Moon. Chúng tôi hy vọng với cái chương trình và đặc biệt là những thông tin mà anh Hưng vừa mới chia sẻ cho các bạn và quý vị sẽ có nhiều cái cơ hội và tiềm năng để quý vị có thể tạo dựng cho mình một cái tổ ấm cũng như một cái tài sản đầu tư. Và theo đó thì cái số tiền mà đặt cọc cho cái đặt chỗ cho cái tài sản chúng ta mong muốn sở hữu trong thời gian sắp tới đó là 100 triệu đồng một căn. Thì đây cũng sẽ là một cái tài sản mà tôi và một cái cơ hội tôi hy vọng là quý vị sẽ nắm bắt một cách là nhanh chóng nhất. Thế cái điều quan trọng nhất trong cái câu chuyện ngày hôm nay đó là vấn đề giá. Vậy thì giá bán thế như thế nào? Thì chúng ta hãy nhìn lại cái bức tranh giá ở cái khu vực này một tí nha. Thì quý vị có thể thấy cái xung quanh cái khu vực của khu tên lửa này, chúng ta có những cái căn hộ, những cái dự án mà đang triển khai trên thị trường. Ví dụ như là Akari City với cái giá khoảng 35-45 triệu, hay là Moonlight Boulevard khoảng 38-40 triệu, hay Moonlight Parkview thì 39-42, cái Western Capital thì có 24-28 đến 38, đặc biệt là cái Sài Gòn Asiana có cái giá từ 47-54 triệu, hay là
một cái dự án mà gần đây các bạn cũng nghe nhiều thông tin trên thị trường với cái mức giá là 60 đến 67 triệu một mét vuông. Thì với cái bức tranh giá như thế này, cộng với những cái thông tin mà rồi anh Phạm Hưng đã chia sẻ với các bạn, thì các bạn có thể thấy là ở trong cái thị trường thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta gần như đầu năm, là từ đầu năm tới tận bây giờ là gần như không có cái dự án nào mới. Mới ở đây tôi đóng bẩn ngọt kép cho quý vị, đó là cái mới hoàn toàn mới tinh luôn, nghĩa là bắt đầu khởi điểm của nó thì gần như là không có. Còn những cái dự án mà từ đầu năm tới đây tới bây giờ mà nó có triển khai bán hàng thì như anh Hưng vừa mới chia sẻ các bạn, ví dụ như là Mastery Lumiere hay là cái căn D-Home vân vân, thì ở trên đó thì gần như là những cái giai đoạn bán hàng tiếp theo của những cái dự án này trước đó đã triển khai. Thì với cái tiềm năng như vậy, với cái sự khan hiếm của thị trường như vậy, thì cái mức giá mà chúng ta có thể tiếp cận với cái tài sản ngay tại cái vị trí này, một cái vị trí có thể nói là đắc địa và có thể nói là quý hiếm và gần như là cái điểm cuối cùng trong cái khu vực này, thì giá nó sẽ là bao nhiêu? Thưa quý vị, sau khi chúng tôi cân nhắc với tất cả các cái chi phí mà anh Hưng vừa mới chia sẻ với các bạn, là cái chi phí về mặt đầu tư xây dựng, trong đó với sắt thép là cái chi phí chiếm tỷ trọng lớn nhất, nó tăng giá đến 40-50% trong thời gian vừa qua, thì chúng tôi với cái mục tiêu và cái sứ mệnh là tạo một cái cộng đồng hưng thịnh, nhưng tạo nhiều cái cơ hội cho mọi người có thể có được cái nhà đáng mơ ước của mình, thì cái mức giá chúng tôi xin thông báo, xin thông tin đến quý vị, đó là khoảng 3.6 tỷ một căn 2 phòng ngủ với diện tích khoảng 65 mét vuông. Thì đấy là một cái mức giá mà chúng tôi đã nhắc, và hy vọng chúng tôi sẽ tạo được nhiều cái cơ hội cho nhiều khách hàng, và đặc biệt những người mua để ở có được cái cơ hội chúng ta tạo lập được cái tổ ấm của mình. Nhưng điều quan trọng, ngoài câu chuyện của ngân hàng tài trợ, ngoài câu chuyện của cái mức giá và cái tiềm năng mà anh Phạm Hưng vừa mới chia sẻ với quý vị, thì điều mà ban tổng giám đốc của tập đoàn chúng tôi đưa ra để giúp cho quý vị có cái cơ hội sở hữu nhà nó tốt hơn và nó hiện thực hơn, thì có thể nói một cái chương trình sở hữu nhà chưa bao giờ dễ dàng như thế, với một cái phương thức và một cái tiến độ thanh toán khá là ưu đãi. Đó là khi chúng ta tiến hành đặt cọc, ký hợp đồng đặt cọc, thì tổng cái số tiền chúng ta thanh toán thì tối đa là 15%. Nhưng điều quan trọng là những cái lần thanh toán tiếp theo, trong đó là cái lần thanh toán liền kề cái đợt chúng ta ký hợp đồng đặt cọc, đó chỉ là 1%, nhưng nó đến 60 ngày sau cơ, tức là hơn 2 tháng sau chúng ta mới thanh toán tiếp một cái đợt mà cái quan trọng chỉ là 1%. Và với các cái đợt thanh toán tiếp theo 1%, 1%, 1%, gần như chúng ta mua nhà trả góp mà không phải chịu một cái đồng tiền lãi suất nào cả, đúng không ạ? Nếu chúng ta có một cái đồng vốn nhàn rỗi và chúng ta có cái thu nhập ổn định, và cùng với cái chương trình thanh toán như thế này, gần như chúng ta không phải trả một khoản lãi này quá. Tuy nhiên đối với những khách hàng khác mà chưa có những cái ngân sách nhất định, thì chúng ta vẫn có cái chương trình hỗ trợ từ ngân hàng. Nhưng các bạn yên tâm là chúng tôi đã chọn các cái đối tác tài chính tốt nhất, với cái mức hỗ trợ lãi suất tốt nhất có thể, giúp cho các bạn có nhiều cái cơ hội sở hữu cái căn nhà của mình. Thì với cái chương trình chúng tôi vừa mới chia sẻ, cộng với sự khan hiếm, trong đó là cái vị trí hiện tại của dự án, đó là cạnh bên cái El Mall, với ngàn tiện ích ngay tại cửa nhà mình, cùng với cung đường tên lửa được xem là trung tâm kinh tế, tài chính, mua sắm, vui chơi giải trí, và đặc biệt là các lễ hội ở các cái mọi thời điểm trong năm tại cái quận Bình Tân, cũng được xem là một thủ phủ của cái khu vực phía Tây Sài Gòn. Thì không những vậy, và cái việc kết nối giao thông về trung tâm thành phố như anh Phạm Hưng chia sẻ thì vô cùng tiện lợi, gần như không bị kẹt xe. Và nó cũng là một cái tâm điểm kết nối với lục tỉnh miền Tây. Thì tất cả những cái thông tin đó cùng với sự phân tích về thị trường mà anh Phạm Hưng đã chia sẻ với quý vị,
Thì ban tổng đốc chúng tôi đưa ra một chương thanh toán như vậy thì mong là sẽ giúp được nhiều cho những người chưa có nhà, hoặc mong muốn thay đổi cái môi trường sống của mình, tiếp cận được cái thông tin nhanh nhất, đặc biệt là cái cơ hội tốt nhất trong việc sở hữu nhà của mình. Vâng, thưa quý vị, với các chương trình đó, chúng tôi mong muốn rằng Moonlight Centerpoint sẽ là cái căn hộ giúp giải nhiệt cái an cư và bừng sức sống. Đó chính là căn hộ Moonlight Centerpoint ở khu Tên Lửa. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe đến cái phần chia sẻ thông tin của tôi trong cái phần kinh doanh. Và chúc quý vị sức khỏe và luôn thành công. Xin cảm ơn. Xin được cảm ơn anh Trương Anh Tú và anh Phạm Hưng đã giúp quý vị có thêm một sự lựa chọn tuyệt vời trong thời điểm mà thị trường có nhiều chính sách hấp dẫn như hiện nay. Và Mai Hạnh tin rằng chính sách bán hàng mà Protex vừa đưa ra là vô cùng chiều chuộng người mua, sẽ có rất nhiều khách hàng có thể tiếp cận gần hơn với dòng căn hộ này. Thưa quý vị, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại buổi livestream của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu quý vị có những dự định đang ấp ủ hoặc là đang tìm kiếm cơ hội gia tăng lợi nhuận trong tương lai, hãy đặt ra câu hỏi ở phần bình luận ngay dưới livestream này hoặc nhắn tin cho fanpage của Hưng Thịnh Land. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để có thể giúp quý vị sở hữu một căn hộ tuyệt đẹp tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi trong thời gian vừa qua. Và thời điểm này sẽ không gì quý hơn một lời chúc sức khỏe. Chúc quý vị và gia đình thật nhiều bình an và may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các buổi livestream Home Shopping lần sau.